Em xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì em đang quay cho mọi người xem về cái vườn cà phê xanh lùn ghép của em thu chính năm đầu tiên, là năm thứ tư mọi người nhé. Sau cái giai đoạn kinh doanh 3 năm đầu tiên thì năm nay thì nó sẽ được thu chính năm đầu tiên. Năm ngoái từ bỏ thì một cái cây này thì bình quân của nó cũng chỉ khoảng từ 13 tới 15 kg thôi mọi người. Nhưng mà năm nay thì khả năng cái sản lượng nó sẽ có nhích hơn một chút. Thì đây là dòng xanh lùn ghép. Nên trong tất cả các cái video của em thì em đã chia sẻ với tất cả mọi người về cái giống cà phê này. Thì ở khu vực Gia Lai như em đã nói thì nó rất là thích hợp để phát triển. Và nếu như mọi người có trồng mà hám ngọn hay là trồng thả đọt thì nó vẫn đều có khả năng sinh trưởng và phát triển rất là khỏe nha. Thì bác nào nếu như hãm ngọn thì cũng không nên quá lo lắng khi mà cái dòng này cái khả năng sinh trưởng phát triển rất là khỏe, cành tay ra cũng rất là nhiều. Như mọi người thấy đây, cây này của em thì cái lượng cành cấp của nó ra vẫn rất là tốt mọi người nhá. Thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề năng suất của chúng ta trong cái năm tiếp theo. Thì có rất nhiều bác hỏi em về cái tình trạng rụng trái trong khoảng thời gian này. Thì thực sự để mà nói thì tất cả các vườn cà phê vào khoảng thời gian này thì đều sẽ có cái khả năng rụng trái rất là cao, khi mà cái lượng mưa nó rất là nhiều, độ ẩm cao. Và đặc biệt cái nền đất của chúng ta hoặc là những cái vườn cà phê mà nó đã bị bệnh từ trước thì cái khả năng rụng trái nó lại càng diễn ra nó mạnh hơn và nhiều hơn. Thì như mọi người thấy rằng để chúng ta có thể hạn chế được cái tình trạng rụng trái, em nói là hạn chế thôi nha, tại vì thực sự để mà nói thì tất cả các cái vườn cà phê nó đều sẽ phải có diễn ra cái tình trạng rụng trái ít hay nhiều thôi mọi người ạ. Thì để có thể hạn chế được cái tình trạng này thì theo cái kinh nghiệm của em cũng như em đã xây dựng khá là nhiều những cái video về cái chủ đề này, thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp tổng hợp nó xuyên suốt từ những cái năm trước đó. Thì cái dinh dưỡng của cái năm trước phụ thuộc đến và nó sẽ phụ thuộc vào cái năng suất của những cái năm tiếp theo. Tức là ví dụ như dinh dưỡng của năm nay và lượng cảnh cấp của năm nay chúng ta để thì nó sẽ quyết định tới cái năng suất của những cái năm tiếp theo, là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề trong quá trình chúng ta ép cây. Thì như mọi người thấy trong cái video này của trong cái thời điểm của năm nay ấy, thì em đã chia sẻ về cái nguy cơ mất mùa khi mà nó sẽ có khả năng rụng trái hàng loạt. Đấy, bởi vì là trên một cây chúng ta thấy nó xuất hiện đa dạng về cái kích thước hình dạng trái, rồi chúng ta thấy là quả to nhỏ, rồi có những cái quả của cái giai đoạn mùa mưa, rồi có những quả mắt cua, thậm chí vẫn còn có những cây vào thời điểm này nó lại còn đang trổ bông, thì cho thấy rằng nó bị rối loạn về cái vấn đề dinh dưỡng, rối loạn về rất là nhiều những cái nội tiết tố vân vân, thì làm cho cái trái của chúng ta nó không đồng đều. Chính vì em nhận biết được về cái vấn đề này thì cái khả năng nó bị rụng trái thì vào cái thời điểm sau đậu trái từ 4 đến 6 tuần thì em đã tiến hành phun một đợt canxi bo. Thì thông thường ấy thì em chưa phun vào khoảng thời gian này, nhưng mà năm nay thì em thấy cái điều kiện thời tiết nó không được thuận lợi cho lắm. Chính vì thế nên khoảng thời gian sau đậu trái từ 4 đến 6 tuần thì em đã tiến hành phun một đợt canxi bo và có kết hợp với lại một cái những cái sản phẩm có khả năng là tiêu diệt những cái con dẹp sáp, rồi những cái con mọt đục cành. Thì em đã có làm một cái video để chia sẻ về cái vấn đề về cái sử dụng cái loại thuốc này rồi, mọi người cũng có thể tìm và xem lại ở trên kênh của em. Và như mọi người thấy rằng về cái vấn đề dinh dưỡng thì năm nay em có chăm nó kỹ hơn một tí, chính vì thế nên là cái lượng trái bây giờ nó cũng trở lên là nó đồng đều hơn một tí, và cái lượng cành cấp của năm nay thì nó cũng khá là tốt và cũng khá là nhiều. Bởi vì thế nên cái yếu tố dinh dưỡng có thể nói là nó quyết định rất là nhiều tới đến cái thành phẩm thành bại của một cái vườn cà phê của chúng ta. Đấy, thì ngoài các cái yếu tố về phân bón hóa học thì chúng ta cần phải cân nhắc đến là về vấn đề về phân chuồng. Trong cái yếu tố về dinh dưỡng, về phân chuồng thì tốt nhất là chúng ta cách một năm chúng ta nên bổ sung một lần. Và trong cái thời điểm bổ sung thì mọi người nên bón vào trong cái thời điểm mùa mưa, có nghĩa là bắt đầu trước mưa hoặc giữa mùa mưa, sau mùa mưa cũng đều được mọi người nhé. Tốt nhất là chúng ta nên bón vào thời điểm giữa mùa mưa hoặc đầu mùa mưa. Trong quá trình bón thì chúng ta nên tạo ra một cái rãnh nhỏ theo cái đường kính của tán. Sau đó chúng ta sẽ rải phân chuồng đã ủ oai mục, đặc biệt phải ủ với lại các loại nấm, trùng nấm sinh học đối kháng, thì chúng ta sau này sẽ rất là khỏe.
rất là nhàn khi mà những cái nấm đối kháng này nó sẽ là cái đối nghịch với lại những cái con tuyến trùng, rồi ve sầu, rồi dẹp sáp vân vân. Thì em đã có làm một cái video về cái nấm ba màu hoặc là cái những cái chế phẩm sinh học, thì mọi người cũng có thể tìm xem lại ở trên kênh của em có cái video về cái vấn đề này rồi. Và trong khoảng thời gian này chúng ta cũng có thể kết hợp là chúng ta nên bón thêm lân, và lân thì chúng ta nên sử dụng lân nung chảy mọi người nhé. Khoảng thời gian này chúng ta bón nó chưa hấp thụ được, bởi vì cái lân nung chảy nó cần một cái thời gian để nó tiết ra, rễ cây nó sẽ tiết ra một cái loại axit để nó có thể hấp thụ được cái lượng lân nung chảy ấy. Nhưng mà cái khả năng cái nó không có khả năng hòa tan ngay, rồi không có khả năng là cây nó lấy được trực tiếp ngay, nhưng mà lại trong lân nung chảy thì nó lại có một cái hàm lượng dinh dưỡng lớn nhất trong tất cả các loại lân. Và chúng ta bón mà có thời kỳ, đúng cái thời kỳ của nó, thì nó sẽ phát huy hết cái công dụng của lân nung chảy khi mà nó có khả năng là vừa nâng cao được pH, rồi lại có khả năng là có các loại trung vi lượng sắt, kẽm, magie vân vân, rất là nhiều những cái yếu tố và những cái chất cần thiết cho cái cây sau khi chúng ta thu hái xong, là cái thời điểm mà nó sẽ bắt đầu làm bông, phân hóa mầm hoa. Thời điểm chúng ta ép cây thì lân vào thời điểm này nó sẽ hấp thụ ngay từ khoảng thời gian này mọi người nhé. Thì em cũng đã có xây dựng một cái video về cái chủ đề lân nung chảy này rồi, mọi người cũng có thể tìm ở trên kênh của em, nó có các cái video này rồi nhé. Tiếp theo nữa về cái vấn đề là về phân hóa học, thì cái phân hóa học này thì em sẽ thường là đợt 2 trở đi thì em mới tiến hành bón. Và cái đợt đầu tiên chúng ta sẽ đợt 2 á, cái đợt bón đầu tiên của mùa khô, chúng ta sẽ ưu tiên những cái loại phân có hàm lượng đạm mà và lân cao một chút, và kali thì nó ít lại, vì khoảng thời gian này nó chỉ cần phát cành phát cấp và tích trữ cái dinh dưỡng để nó phát cành phát cấp, cũng như là kéo cái mầm bông rồi kéo cành thôi. Nên chúng ta sẽ ưu tiên những cái loại phân này. Và đặc biệt khoảng thời gian này mọi người nếu như có vi sinh rồi các cái sản phẩm liên quan về humic, chúng ta cũng có thể bổ sung để bón ở dưới phần gốc của nó mọi người nhé. Sau quá trình này thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn ép bông. Và trong quá trình chúng ta ép bông thì sau khi ép bông nó nở một cách đồng loạt khoảng 80-90% sau đậu trái, thì chúng ta sẽ tiến hành phun canxi bo, rồi cộng với lại như em đã nói vừa rồi, là đó là cái các cái sản phẩm có khả năng tiêu diệt những cái con bọ, các cái con dẹp sáp này, rồi những cái con mọt đục cành. Đó, em đã có làm cái video về vấn đề này rồi. Đó, thì sau khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ vào những cái đợt tưới tiếp theo, thì chúng ta sẽ tiến hành bổ sung thêm những cái thành phần phân hóa học có khả năng hàm lượng đạm cao. Và trong khoảng thời gian giữa mùa mưa, bắt đầu chớm vào thời điểm mùa mưa, thì mọi người lưu ý chúng ta nên bổ sung những cái loại phân nó còn có khả năng, tức là những cái cộng thêm những cái trung vi lượng, tức là cái đuôi TE đó mọi người, cộng thêm các thành phần trung vi lượng, hoặc cũng có thể chúng ta bổ sung trực tiếp trung vi lượng, để trong khoảng thời gian này nó sẽ tích trữ dinh dưỡng, để cho vào thời điểm mùa mưa nó không bị thiếu hụt dinh dưỡng, thì nó sẽ giảm khả năng rất là nhiều ở vấn đề rụng trái. Và rụng trái phần đa nhiều là do thiếu về dinh dưỡng, thì sẽ phần đa nhiều sẽ do vấn đề về dinh dưỡng do thiếu trung vi lượng hoặc là thiếu kali. Thì em cũng đã xây dựng rất là nhiều những cái video về cái chủ đề rụng trái này rồi. Mọi người trong cái kinh nghiệm của em, giới hạn mức độ của em biết đến đâu thì em cũng đã chia sẻ đến đó. Và thông thường ấy, thì canxi bo chúng ta nên phun thêm, nhắc lại một lần nữa vào thời điểm khi trái nó đang lớn bằng đầu đũa, thì mọi người phun nhắc lại thêm một lần nữa cho em nhé. Và lưu ý rằng trong quá trình phun, chúng ta nếu như đã kết hợp giữa thuốc sâu và phân bón lá thì không nên kết hợp thuốc bệnh mọi người nhé, vì trong đó thì sẽ có một số những cái thành phần nó đối nghịch nhau, thì chúng ta không quan tâm nhiều về cái để cho nó, chúng ta không quan tâm nhiều về cái vấn đề nó cái loại nào nó đối nghịch với loại nào, thì chúng ta nên tách riêng nó ra. Và đầu mùa mưa thì chúng ta nên phun các cái loại thuốc bệnh phổ rộng, tức là nó có rất là nhiều kênh. Em thấy có một kênh khá là buồn cười khi mà hiểu cái từ phổ rộng, tức là phun trên một cái diện tích lớn, nó hoàn toàn sai mọi người nhé. Khi một cái sản phẩm mà người ta đề là thuốc quản lý phổ rộng, em nói ví dụ giống như là cái thuốc nấm đi, tức là nó sẽ quản lý được nhiều nhóm đối tượng nấm bệnh, như côn trùng chích hút thì nó sẽ quản lý được nhiều nhóm đối tượng gây hại, từ miệng nhai cho tới những cái nhóm chích hút. Thì những các loại miệng nhai như là bọ cánh cứng, rồi các con sâu ăn lá, sâu sùng vân vân, thì đó là các loại miệng nhai, rồi những cái nhóm chích hút như là bọ trĩ, nhện đỏ. Nhưng mà ví dụ như người ta đề là phổ rộng, tức là nó sẽ quản lý được nhiều những cái nhóm đối tượng
gộp chung lại là như thế. Tuy nhiên thì người ta lại hiểu nó sai và nó đưa ra thì gây ra rất là nhiều những cái sự hoang mang cho chúng ta là những cái người xem. Thì mọi người cũng nên cân nhắc xem những cái kênh của chúng ta nó tức là cái thông tin người ta đưa ra nó hợp lý và nó chính xác một tí. Và tiếp theo nữa thì vào cái thời điểm quan trọng nhất là cái khoảng thời gian giao mùa giữa tháng 5 và tháng 6. Đây là khoảng thời gian em để ý trên tất cả từ mùa mưa đó, tức là giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng đó, từ tháng 5 đến tháng 7. Thì em để ý rằng trong rất là nhiều năm, tất cả các tỉnh Tây Nguyên của chúng ta đều sẽ diễn ra một đợt tiểu hạn. Mọi người lưu ý trong khoảng thời gian này rất nhiều người đã cất ống, tuy nhiên thì em vẫn để ống lại để tưới và tưới bổ sung. Trong khoảng thời gian này thì sẽ bổ sung luôn dinh dưỡng, tức là sẽ đi luôn là các cái loại phân có cái hàm lượng đạm cao này, rồi cộng thêm lân ít rồi thì sẽ, nhưng mà sẽ phải có thêm một chút kali, rồi thêm các đặc biệt là chung với lượng chúng ta sẽ đưa ngay trong khoảng thời gian này. Thì mọi người sẽ thấy rõ hiệu quả của nó khi mà bắt đầu lượng mưa nhiều. Khi mưa nhiều thì nó sẽ không bị sốc nước, và khi bị không bị sốc nước, nó không hấp thụ một cái lượng nước quá lớn thì sẽ lại giảm thiểu được cái tình trạng rụng trái, và đặc biệt là nó có đủ dinh dưỡng để nuôi trái trong những cái giai đoạn tiếp theo. Rồi thì cái video của em nó cũng khá là dài rồi, thì em cũng xin phép là dừng cái video của em ở đây và hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo của em nhé.